Bên đó chèm bẹp luôn. Ok, ông bò luôn rồi kìa. Gì ta? Ở 30, 300 gì trời. À, đồng này, đây là đồng Tân Hội Hồng Ngự Đồng Tháp nha các bạn. Đang chạy quắn, ngày hôm qua mưa. Bữa nay giấc sáng nắng là khô, cũng mưa kịp khô rồi. S30A ha, gì Siboga, lộn dòng ma. S30A ha, con này cũng khá là hiếm á. Không biết là nào giờ chưa gặp con này luôn các bạn, lần đầu tiên gặp luôn đó. Siboga rồi lộn dòng ma cha. Cái hồi này ghê vậy. C240 nữa ha, 86 ha. Thì chỉ vô 86 nữa. Ghê không? Siboga này, Siboga mini nha. Đồng này cắt gòi ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình chạy ngang mình có thấy quắn lây gai. Nhưng mà cái đầu mưa mới ngừng. Bữa nay nắng được buổi sáng giờ vô quắn tiếp nè. Đồng này có chút xíu. Đồng này giỏi lắm là trăm công. Gọi là cái vạt đúng hơn chứ. Còn khúc chút xíu rồi các bạn. S30A ha. C240. Isuzu 86. Ngon lành chứ. S30A. Con này mình nhớ mình đuổi gặp ở đâu một lần. Hình như là trong Tân Hồng giống con Tân Hồng đường cầu Dòng Găng lên Sa Gài. Còn trong đó có Siboga, cũng Siboga nữa mà không biết. Nói chung là Siboga mà không nhớ là ít mấy. Bánh chén rồi, bánh chén mà dầu mà đê. Ồ, gom quá gom luôn. Dạ 86 hả chú? À 86. Chiếc này không có cho Tân Hồng ra cái gì hả? À. Bữa con nhớ con đi chỗ con gặp. Đường Dòng Găng về Sa Gài đúng không? Phải rồi. Giờ chú có chỗ ra luôn không? Con quay đăng lên YouTube á. Chạy ghê ta. Chiếc này chú xài 56 đó. Dạ. Chiếc này của chú là có mình chú có. Cái dòng này dòng ếch nè. À dòng này có mình chú à. Dạ. Bữa tôi nói tôi nhớ gặp quen cái Siboga S30 này. Vậy là ở chổng ông ra đây bữa con mình không có chiếc này à? À ở chổng cũng có mình chú à. Dạ đúng rồi, dạ đi lòng vòng chổng cũng muốn gặp nữa. Mà chú đi động dữ lắm, chú chạy động cũng gặp chứ. Dạ. Con Tân Hưng rồi ra ngoài cái gì chỗ đồn đậu qua thì qua Long Thận cũng gặp. Dạ Long Thận muốn thận. À quán trùng lắm chứ. Dạ. Nói chung là ít có ở nhà lắm. Dạ đi suốt ha, đi quắn không nè. Đi quắn không à. Nó hơi cả nó chạy không ăn nữa đâu. Dạ anh chạy cũng dữ lắm bộ. Rõ ràng trong Tân Hồng kìa. Hết bánh rồi.
ăn đi chú, ăn đi chú. Nói vô lắm rồi. Ờ cái bao này không bột, ăn tử đâu dính. Bột cả bị cho nó dính lên đây nè. Dạ dạ. Ăn chú nè. Chú ăn đi, con mới ăn xong. Mới ăn xong, mới ăn nước mới đi. Trời ơi, hiểu luôn rồi. Chưa ăn chưa nữa hả? Ừ. Dạ. Chậu mưa hoài rồi con. Hôm nay cũng xuống cơ luôn hả chú? Xuống cơ. Nó mấy số vậy? Nó 4 số rồi. Dạ, cũng 2 tầng luôn ha. 2 tầng luôn. Dạ. Đi vô ga thì nó đồ nó cứng mà chú. Nó cứng hơn cái kia chứ bác. Dạ. Cái kia với ông A đồ nhà đồ nó không lợi cho ga đâu. Dạ. Dạ. Nó dở thì nhớt nhớt thì đi thôi. Dạ. Thua vụ nhớt ha. Dạ. Thì cái canh nhớt hai đều đều là lo mà chạy thôi. Chú chạy hai mùa chú mới hai lần. Dạ. Rồi có mấy trăm ngàn đâu. Dạ. Dạ. Thấy ổng mới cái máy rồi, máy rồi đi vô đánh giá quá. Dạ. Để đi xe 2201. Mà cũng có khi 86. Nếu mà nó 86 thì cái hành trình nó ngắn. Bởi vì ổng bán đồ máy đi vô lọc đó. Dạ. Rồi ổng nói ở đâu mà kiếm được rồi mày mới đấu được, đấu cái máy rồi. Ổng cũng tưởng đấu luôn phải không? Dạ. Nói đâu mày đấu đi. Mới chạy đây là có ra mà nó có xuống á, thứ năm bảy một vàng con. Dạ. Một vàng. Nó đầu cơ giới trên xe cuốc, đầu xe xúc nhỏ nhỏ rồi á. Đó mới mạnh lắm. Dạ, mấy nó mạnh lắm. Chú chú chạy đồng liên tục mà. Nó C201 nha các bạn. Nhìn tưởng đâu C240. Mà không biết phải 86 không nữa. Con này đầu ghim nó là vậy luôn đó nha các bạn, chứ không phải đầu tháp. Ông chú cũng nói là lúc đầu mua nó cũng vậy đó, mà ở đâu ở dưới kia nó cũng có con giống gì cũng cái đầu này luôn. Vậy là chắc ăn ở đầu ghim. Đúng rồi chứ, trong tăng hồng ra đó. Đọc mà vỡ con chiếc một. C201 rồi đó, bên này ướt bỏ qua bên kia thôi, ở bên kia cũng chèn bẹp kìa. Ông chú này ông chuyên chạy đồng, quán ngồi tới bên thằng Hưng luôn á người.
cái bao máng này chặn gơm nó không quắn lên cái cắt đăng, không quắn lên cái ga lê, tưởng đâu nó dính cái bao không. Thôi mình nó ướt nhẹp thì trời. Bên đó chèm bẹp luôn. Ok, ông bò luôn rồi kìa.